Là xin chào mọi người á. Đây là cái cây mai chổi lòng gà nè, bữa nay trổ bông á. Hoa thì nó màu màu vàng vàng chanh á. Cánh hoa xếp đẹp. Rất có duyên nha. Mà anh em xem hình đó hồi Tết á. Cây này nha, nó đâu có thua kém gì cây cúc đâu ha. Hoa nó nè, nó nùi luôn á. Rất là thơm, hiện tại vẫn còn mùi thơm mấy ăn ong lại nè, anh em thấy không? Nhị nó nè. Quá đã mấy ăn ong lại nè, bu cây này đầy trơn. Cây này thơm dữ lắm, thơm á. Thấy giờ hình như còn mấy ong lại nó bu cây này không à. Cây thảo hương nó không có bu á, mà lại bu cây này nè. Cây chổi lòng gà nè. Quá đã. Chổi lòng gà ha. Quá tuyệt vời á. Anh em xem hả? Sở hữu được cây này á cũng cái duyên á, là đi Vĩnh Long á. Đó. Bông đẹp nó phải mạnh ha, mắt ngủ nhiều khích. Đó, tược nó mập ấm ấm tàn nó ra ha. Đó, mới tiến hành làm giống á. Mập thù lù à. Đó, tiêu chí mà chọn cây mai làm giống á. Đó, đầu tiên là bông nó phải đẹp á. Đó, thứ hai là nó phải mạnh. Đó. Thì chơi hoa mai là người ta chơi là chơi bông mà. Bông đẹp. Đó, đầu tiên là chọn là bông đẹp trước á, chứ bông xấu hả? Gần như là nên chừng mà ngoại trừ nó có đặc điểm gì nó khác biệt á, người ta mới chọn nó thôi. Đó, đầu tiên mình chơi á, giống như cây ăn trái, trái ngon thì mới lựa làm giống á. Hoa thì phải bông đẹp. Thứ hai phải mạnh á. Mạnh thì nuôi mới dễ. Đó, đẹp với mạnh thôi, chứ không có gì á. Cái thứ ba là quái độc lạ gì đó. Cái độc lạ thì nói chung là những cái dòng mai như mai tiếng vua, nó lạ, bông nó xấu, được cái nó mạnh á. Đây, cây giống siêu bông của Cần Thơ á. Rất là mạnh á, bông đẹp, mạnh, nụ nhiều à. Đó, mắt ngủ nè, chi chích không á. Thọ hương nè, bông đẹp, mạnh. Giáp cánh tròn á, bông đẹp, mạnh á. Thằng Đa Phúc nè, bông đẹp, mạnh. Phú Tân bông đẹp, mạnh á. Mạnh hay không mà trong quá trình nuôi chúng ta mới biết thôi. Mạnh thì nói chung một cái từ chung chung á, là nuôi nó dễ nè, mắt ngủ nó nhiều, sinh trưởng nó mạnh á, sinh trưởng nó dễ nuôi. Như giống này nè, bông rất đẹp á, nhưng mình không có mạnh, nó không có mắt ngủ nhiều, phân chè không có nhiều á, giống như dạng dảo gai, dảo gai bông đẹp mà không có mạnh thì người ta cũng không có ghép nhiều đó. Nói chung là ghép sưu tầm làm giống thôi, chứ không có ghép là bán hàng loạt á. Thủ Đức á, bông nó đẹp nhưng mà nó không có, nói chung là không mạnh không yếu á, nó vừa vừa thôi cũng ghép được á. Sinh trưởng nó vừa vừa thôi. Dảo nhung nè, bông đẹp đó, mà nó không có mạnh, nói chung không mạnh không yếu á, thì cũng ghép được á, giống như Thủ Đức ha.
đa phúc nè, bông nó cũng vừa vừa, được cá rất là mạnh đó, dễ nhìn nó mạnh là chơi được á. Đa phúc nè, quá sức luôn à. Như thế này cây quả cầu của mình nè, đó, bông đẹp đó, mà không được mạnh á, mình cũng không ghép ra nhiều nữa, phân chè không có nhiều quá. Như cái cây này nè, cây cúc á, cúc vàng diêu vậy nè. Bông đẹp á, phân chèo nhiều, dễ nuôi. Những cây này nè, bông đẹp á. Này, làm những hàng cây giống nè. Nói chung là mình phải có một cây bự để mình coi nó làm sao rồi á. Nếu đừng nói chuyện nè, như là cây em bạch mai á. Bạch mai tân tân nè, bông đẹp mà mạnh nè. Đó, mất ngủ nhiều, dễ nuôi á, nói chung là nó đẹp, nó dễ nuôi á. À, đó thì dễ hiểu á, vừa đẹp mà vừa dễ nuôi. Khú tân nè, tròn như đồng tiền nha, màu đậm, cánh xếp đẹp á, kiếp xoáy 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 luôn nè, như mai dòng mai cánh xoắn nè, xoáy 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 rất đẹp á, cánh xoáy. Như thằng siêu bông nè, bông đẹp dễ nuôi, bấm chặn nè, nở chùm luôn nè, cái chục bông luôn á. Cúc hai tầng á, vừa đẹp vừa dễ nuôi á. Thì nói chung mà chữ dễ nuôi thì nó cũng chung chung á, người ta học kỹ thuật rồi nó từ từ, nói chung là cái nuôi nó cũng đơn giản lại ha. Trong quá trình tìm hiểu nuôi nuôi bằng đất, nuôi bằng sơ dừa, nuôi bằng trấu rồi đó, chúng ta từ từ chúng ta tìm hiểu á, hiểu đặc tính của cây gì nó cũng phải có nguyên lý á, hiểu đặc tính là từ từ chúng ta làm được ha. Nhưng mà tự nhiên á, tự nhiên nó đã phát triển được rồi đó, vô chúng ta phải thuần nó lại á. Là cây đồng tiền nè, giáo đồng tiền á, bông đẹp lâu tàn á, này 5-6 ngày rồi đó, trổ rất là lâu á. Chúng ta lấy hột rồi chúng ta ươm rồi thì chúng ta được cây mai đồng tiền con á, còn lấy ghép ra thì giống như cây mẹ đó. Nói chung nhiều khi anh em thấy bông đẹp á, yêu cầu mình ghép mình làm giống á, phải ghép thử nghiệm khoảng năm đi, nuôi nó có đạt hay không rồi mới ghép hàng loạt hay làm giống á. Tại vì anh em giống như mình á, ghép nuôi chơi không đã mà bán không được á. Những cái giống mà tuyển chọn á, nói chung cúc viếp thì ghép để sưu tầm á, chứ bông không có nhiều, mặt hoa rất là đẹp á, nhưng cũng vẫn phải ghép để bảo tồn cái giống á. Trong những dòng mai cúc nó là đẹp nhất á, cánh hoa xếp đầy đặn, thọ hương thì mạnh á, giáo nhung thì đẹp, đa dạng á. Trong quá trình mà nó ra bông nè, nó thụ phấn á, đậu trái nó đậu hạt nè, ươm ra là được giống mới nữa ha. Nói chung trời chạy giống biết chừng nào mà lần chúng ta sưu tầm, nói chung là những cái đặc tính nó gần thôi, như đại lộc nè, đậu trái lừ nè, lộc chuẩn á, đậu trái nè, ta lấy hộp ta ươm lên á, được cái đại lộc con nữa. Tiêu chí mà chọn làm giống á, đó cái mẫu nó đẹp,
trong quá trình chúng ta nuôi. Đó, dễ nuôi và làm giống được nè. Bông nè, bự chán luôn không. Bông chành bành luôn á. Như hàng là lập lạ nè, mai quắn nè, ông cục cục luôn á. Cúc gia đình nè, bông nè, chành bành luôn nè, bấm chặn á. Nói chung là mấy dòng mai nào cũng vậy, thấy bấm chặn nở bông bự, dồn lực nở đủ sức nở bông bự chán à. Còn để nhiều quá bông không có bự á, gia đình nè, thấy không, bông bự chán luôn, bấm chặn cái ngọn á. Lại lọc nè, nuôi cùi cùi nè đó. Rồi nay chia sẻ anh em à, cái làm giống mai á. Nói chung là ở vườn ta có rất nhiều cây đẹp á, đó, rổ bông đẹp, chúng ta cắt ra làm giống á, phát triển mạnh thì làm giống được rồi, cắt ra ghép á, phát triển mạnh, phát triển mạnh thì sao nó ra nó phân chèo nhiều đó, sức sống nó mạnh đó, nụ nút nó nhiều, dễ làm bông đó. Đây là có được giống mới nữa rồi ha, sau đó bấm cành nó dễ ra, không có bị nín đâu đó. Rồi, và chia sẻ với anh em. Rồi kết video thì mà anh em xem là cái cây chổi lông gà này đó, anh em yêu cầu giống rất là nhiều rồi, ta mình phải nuôi như thế nào đi đó, anh em ghép thì nó sẽ loại bỏ những cái khuyết điểm á, điểm không đáng có nè, giống nè, cánh hoa đẹp đó, mạnh, dễ nuôi, nút nụ nhiều quá, bấm phân cành bấm nó dễ ra. Rồi, anh em xem lại cây này á, cây này thì chưa có giống để bán á, sang năm mới ghép.